Nam mô Bụt Thầy Giá. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Thích Thâm Má trên mạng internet qua Bao Talk, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè Việt Nam từ 8 đến 10 giờ tối, Houston 8 đến 10 giờ sáng, New York 9 đến 11 giờ sáng, Cali 6 đến 8 giờ sáng, Paris 3 đến 5 giờ chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ sáng. Con Thâm Thủy thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ sáu ngày 29 tháng 7 năm 2022, Phật lịch 2565, môn học Thắng Pháp Phổ Thông, Thắng Pháp Tập Yếu, Abhidhamma Sanggraha, học lại bài 18, Tâm Thiện, Sắc Giới, Rupa Vachara Kusala Citta Ni, do Hòa Thượng Giác Đẳng biên soạn và giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nghiêm tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện hệ thế gian giải vô thượng niệm ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật tiện thuyết để thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm chịu năng hưởng thượng ký giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, Phật diệu hạnh, thực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước tiền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu phi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì trở thành, biết lạc trung trong thiện. Chư thiên đã văn tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, tinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Kính trơn Thượng Tọa Minh Hạnh. Dạ con xin đọc bài. Bài 16, tóm lược tâm dục giới tịnh hảo. 17, tóm lược tâm dục giới. 18, tâm thiện sắc giới. Rupa Vachara Kusala Citta Ni. 16, tóm lược tâm dục giới tịnh hảo. Vedana Jnana Samkha Rakhedena Chaturvi Sati Sa hê tu kama vachara punyappa kakriya mata. Tâm dục giới hữu nhân được hiểu là tâm thiện, tâm quả và tâm duy tác. Ba loại tâm này tổng cộng có 24 thứ tâm, y cứ theo cảm thọ, trí tuệ và tác động. 17. Tóm lược tâm dục giới. Kame tevi sapaka nipunya punya niwi sati ekadasa kriya chati chattupanya sapabatha. Tâm dục giới gồm có 23 tâm quả, 20 tâm thiện và bất thiện, 11 tâm duy tác, như vậy tổng cộng 54 tâm. 18. Tâm thiện sắc giới. Rupa Vachara Kusala Citta Ni. Chánh văn. 1.
quyết bát cá, quyết cha lá, ti tí, xuất khê các gá ta, sá hi tăng, bát tha mát cha, ná cú sá lá chí tăng. 2. Quyết cha lá, ti tí, xuất khê các gá ta, sá hi tăng, tú tí chắc cha ná, cú sá lá chí tăng. 3. Ti tí, xuất khê các gá ta, sa hi tăng ta ti chát cha ná cú sa la chi tăng. 4. Xuất khê các gá ta, sa hi tăng chát tú thắt cha ná cú sa la chi tăng. 5. Úc bế khê các gá ta, sa hi tăng anh chấm mắt cha ná cú sa la chi tăng cha tỷ ý ma ni tăng chát tí ru pa quá cha lá cú sa lá chít ta ní na má. 1. Tâm thiện sơ thiền giới tầm tứ hỷ lạc nhất hành. 2. Tâm thiện nhị thiền giới tứ hỷ lạc nhất hành. 3. Tâm thiện tam thiền với hỷ lạc nhất hành. 4. Tâm thiện tứ thiền với lạc nhất hành. 5. Tâm thiện ngũ thiền với xả nhất hành. Những tâm này được gọi là năm thiện sắc giới. Quý tắc cá tầm, quý cha rá tứ, phi tí hỷ, xuất khá lạc, e cát cát ta nhất hành, xá hí tăng cùng giới, tắc thấm mắt cha ná sơ thiền, của xá lá chiếc tăng tâm thiện, tứ tí chát cha ná nhị thiền, tá tí chát cha ná tam thiền, tá tú thấp cha ná tứ thiền, tăng chấm mắt cha ná ngũ thiền, ru phá quá cha lá cú xá lá chít tà nỉ tâm thiền sắc giới. Chú thích: tất cả chúng sanh không tu tập đều sống với tâm dục giới. Muốn đi cao hơn vào cảnh giới của sắc giới, vô sắc giới, siêu thế đều cần tới công phu tu tập. Trong dục giới, tâm thường tiếp xúc sắc, thân, khí, vị, xúc. Năm cảnh này đa dạng, thuộc ngoại giới, lệ thuộc, giai mượn, thô thiển là nhân dao động của tâm. Hệ quả trực tiếp cố hữu của năm cảnh dục, năm pháp ngăn ngại. Khi tâm sống nhiều với những gì thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, nếu không tu tập thì sẽ dẫn đến năm hệ quả tất nhiên là: 1. Tham dục hay sự khao khát dính mắc với những gì khả ý. 2. Sân độc hay sự bực bội bất mãn với những gì nghịch ý. 3. Hôn thụy hay sự tiếng nhát thụ động. 4. Trạo hối hay sự dao động tiếc nuối. 5. Nghi hoặc hay sự phân dân trù trừ. 4. Đối trị pháp ngăn ngại. 5. Chi thiền. 5. Pháp ngăn ngại là bản chất cố ngụ của tâm thiếu tu tập của cuộc sống trong cảnh dục. Đối ngược lại với 5 pháp ngăn ngại là 5 chi thiền. 1. Tầm là khả năng hướng tâm như ý muốn đối với cảnh, tầm đối trị với hôn thụy. 2. Tứ là khả năng kháng kích gắn bó với cảnh, tứ đối trị nghi hoặc. 3. Hỷ là sự hân hoan đối với cảnh, hỷ đối trị sân độc. 4. Lạc là sự gọi nhuần đối với cảnh, lạc đối trị trạo hối. 5. Định là sự an trụ đối với cảnh, định đối trị tham dục. Nên lưu ý là sự tu tập càng thuần thục, tầng thiền càng cao thì chi thiền càng giảm. Thí dụ như người học ngoại ngữ, thời gian đầu học nói thì vận dụng nhiều cách đặt câu, cách dùng chữ, nhưng càng thông thạo thì càng bớt dùng tới những cách đó. Tính cách phức hợp của năm chi thiền.
Tâm và tứ thường đi chung trong nhiều cụm từ chỉ cho tâm đối với cảnh, nên hiểu giống như động từ dán dính, thực tế dán, thí dụ cho tầm là một chuyện, mà dính, thí dụ cho tứ là chuyện khác. Tầm là hướng tâm tới cảnh. Tâm bình thường cũng có vấn đề là nếu muốn hướng tâm vào hơi thở chẳng hạn, thì có thể làm như ý hay không là chuyện khác. Tứ là sự gắn bó, khắn kết với cảnh, mang tính quyết đoán, nên đoạn trừ nghi hoặc. Hỷ và lạc là hai chi thiền cần phân biệt rõ. Trước hết, ở đây, hỷ không phải là thọ hỷ, thọ uẩn, mà thuộc tánh hỷ, hành uẩn. Có thể thí dụ hỷ như radar thụ động, tiếp nhận tín hiệu, còn thuộc tánh hỷ như radar chủ động, phát sóng dò vật thể. Định hay nhất hành có mặt trong tất cả tâm, nhưng định ở đây là khả năng an trụ hay tập trú liên tục trên một cảnh. Trong lúc bản chất của tham dục là giọng móng, thì định là sự an lập bền bỉ. Tại sao gọi là sắc giới? Sở dĩ gọi là tâm sắc giới vì những tâm thiền này bắt đầu sự tu tập y cứ trên ấn tượng đối với vật chất. Ngược lại, tâm vô sắc giới dùng ý niệm trừu tượng. Hai giác quan được sử dụng bước đầu là thị giác, như sử dụng các xí ná màu sắc, và xúc giác như hơi thở. Khi tâm định thuần thục thì chỉ còn lại ấn tượng, nên hiểu là đã là ấn tượng thì không còn là cảnh sắc hay cảnh xúc, mà là cảnh pháp, quan tướng, hiện tượng tế nhị của vật chất. Trong quá trình tu tập tâm thiền sắc giới, hành giả đi qua những cầu nổi giữa vật thể mà tâm thể, để rồi từ từ thể nhập hẳn vào tâm thể. Những cầu ấy bước đầu là các kasina vật thể để chú tâm, rồi sau đó chỉ giữ lại ấn tượng tợ tướng, rồi biến quan tướng. Quá trình này liên quan tới hai thứ màu sắc, màu gốc xanh vàng đỏ trắng, và ánh sáng điển quang, vốn là hiện tượng vật chất cực nhanh, đi cực xa, tương thích với khả năng biến mảng rộng lớn của tam muội định. Tâm sắc giới không biết cảnh sắc. Sắc giới ở đây chỉ cho đề mục định liên quan tới vật chất đối ngược với vô sắc giới, là đề mục hoàn toàn trừu tượng. Tâm sắc giới tuy thành tựu do sự tu tập bước đầu có liên hệ tới sắc, nhưng khi tâm sắc giới chỉ biết cảnh pháp, thắng pháp tạng trình bày 5 thiền, trong lúc kinh tạng trình bày 4 thiền. Sự khác biệt là kinh tạng trình bày nhị thiền là tầng thiền không tầm không tứ, còn thắng pháp tạng thì nói đến tầng thiền không tầm có tứ. Kỳ thật thì không có gì khác nhau. Kinh tạng cũng nói đến pháp vô tầm hữu tứ, như trong kinh Phúng Tụng Trường Bộ chẳng hạn. Rất tiếc là một số học giả không nghiên cứu thắng pháp, kết luận võ đoán là Abhidhamma thêm thắt ngũ thiền, một cách nhận định rất thiếu cơ sở. Theo sau đây, con kính mời lớp học cùng con đọc bài Thỉnh Pháp Sư. Hàng thiện tấn mãi mê trần cảnh, nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan, ít khi tâm trí rảnh rang, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật ngợi khen, phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thỉnh Pháp Sư đăng đàn thuyết giáo,
vì nơi đây tâm đạo tịnh thành, mẫn mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Và chúng con kính thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng giảng dạy vào hôm nay. Nam Mô Bổn Thầy Giá, chúng con kính thỉnh Hòa Thượng. Nam Mô Bổn Thầy Giá. Xin cảm ơn cô Thanh Tịnh. Kính bạch sư cùng các bậc quý vị quý vị, hôm nay chúng ta trở lại với bài học thiền sát giới. Lý do chúng tôi trở lại bài học này bởi vì từ vừa rồi thì các bậc quý vị chúng ta đã không có thời giờ để hoàn tất những gì cần thiết, và đồng thời đây là một trong những muốn chốt rất là quan trọng một người học thắng pháp phải cần lưu ý. Thưa quý vị, như chúng ta đọc ở trong bài học và xuyên suốt trong thời gian qua, chúng ta học về tâm dục giới đó, thì một chúng sanh mà không có tu tập, không có tôi luyện, sống bằng cái gì rất là thói quen, bằng cái tập tính mà người đời với chữ là bản năng đó, thì thứ bị xài tâm dục giới. Nhưng mà khi đề cập đến tâm sắc giới, tâm vô sắc giới và tâm siêu thế đó, thì ở đó lại có một cái ý nghĩa quan trọng là những tâm này có được là do sự tu tập, do sự tôi luyện, chứ không phải tự nhiên mà có được. Và đây là cách như chúng ta hiểu một cách rất là căn bản trong Phật giáo. Một câu hỏi đầu tiên là chúng ta hỏi rằng tâm sắc giới, chữ sắc giới ở đây nên hiểu là gì? Thì thứ gì, thật ra cái chữ sắc ở đây đó, nó là một cái chữ đối trọng với một loại tâm mà chúng ta sẽ học tới, đó là tâm vô sắc. Chứ cái chữ sắc ở đây đó không phải là chữ đối trọng với tâm dục giới. Tâm sắc và tâm vô sắc là hai trạng thái, hai thứ tâm mà có được là do sự tu tập. Và trong sự tu tập này đó, thì tâm sắc giới dựa trên cái thiền án vật chất, và tâm vô sắc đó, thì dựa trên cái thiền án trừu tượng. Thành ra dựa trên cái thiền án vật chất á, thì chúng ta gọi là tâm tâm sắc giới, và cái thiền án phi vật chất thì chúng ta gọi là tâm vô sắc. Và chúng ta phải hiểu những thiền án này đó như thế nào mà gọi là vật chất. Thưa quý vị, thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến thiền án vật chất là với sự ban đầu đó, thì một hành giả tu tập phải dùng đến một số các ấn tượng. Các ấn tượng thuộc về vật chất, ví dụ như là màu sắc, ví dụ như
như là đất nước lửa gió và thậm chí chúng sanh, và chúng sanh, những cái hình ảnh của chúng sanh để tu tập tứ vô lượng tâm chấp. Nhưng mà cái vận dụng những hình ảnh này đó có phần khác biệt với trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Chúng tôi lấy ví dụ là khi chúng ta nhìn ra ngoài cửa sổ hay là ngắm một bức tranh, thì thứ gì ở trong đó đó nó có nhiều đường nét, có nhiều màu sắc, và do nhiều đường nét, do nhiều màu sắc khác nhau, cái tâm của chúng ta căn bản đó nó vốn có cái sự phân tán, và căn bản là tâm của chúng ta nó không có thiên chú. Nhưng mà khi một người tu thiền samatha thì họ vận dụng cái đối tượng là màu sắc hay là hình thể để dùng cột tâm cung tâm lại. Vì nào mà đọc ở trong thanh tịnh đạo đó, thì ví dụ họ dùng một cái gọi là kasina, kasina gọi là đề mục hoàn tịnh, gọi là hoàn tịnh là bởi vì người ta sử dụng một cái vật thể hình tròn, chúng tôi tạm gọi là nó lớn giống như cái nắp nồi trung bình của chúng ta vậy, và ở trên đó người ta sơn một cái màu, màu thích hợp, và ba cái màu gốc là xanh đỏ vàng cộng với màu trắng đó, là dùng màu gốc đó để làm cái màu biến mãn tâm của mình. Người ta cũng dùng một số những cái hình thể khác ngoài kasina ra. Một cái đề mục nào mà có một cái ấn tượng rất là sâu đậm, thì thưa quý vị, những cái hình ảnh đó khi mà chúng ta nhìn qua mắt đầu tiên thì hành giả sẽ tập trung vào, sẽ tập trung vào đó, và họ dùng một cái câu niệm, giống như nhìn vào cái kasina đất thì niệm pathui, pathui là đất, đất. Thì khi mà họ niệm như vậy đó, thì cái hình ảnh đập vào con mắt á, đó gọi là hình ảnh thô tướng. Thô tướng. Thì cái thô tướng á, cho dù bất cứ hình ảnh đã được đem qua con mắt á, thì đều gọi là thô tướng. Và một thời gian dài khi mình tập trung trung vào cái gì đó lâu, thì cái thô tướng nó biến thành tự tướng. Tự tướng là một cái hình ảnh mà nó nửa thật, nửa ấn tượng, và nửa thật nửa ấn tượng, tức là nó không hoàn toàn, nó không hoàn toàn là nó không phải là vật chất, nhưng mà nó còn lưu lại vật chất. Và từ cái tự tướng đó, đó nó dẫn đến cái quan tướng. Quan tướng là một cái cuộc vượt, là một sự vượt thoát khỏi khi tâm niệm về địa mục đó, thì vì đó có thể thấy cả thế giới này, tất cả đều có một màu, ví dụ gọi là quan tướng. Chúng tôi tạm lấy một thí dụ là một người Phật tử mới đi chùa đó, thì chúng ta cũng qua cái mái chùa, qua tượng Phật, mình nghĩ đến Phật pháp. Nhưng một khi mình đi quen rồi, mình học Phật pháp nhiều rồi, thì mình có thể thể nhập vào lời dạy của Đức Phật mà mình không còn cần dùng nhiều cái hình ảnh đó. Và nó có một cái khoảng cách, nó có một điểm ở giữa nào đó mà cái vật chất và cái khái niệm trừu tượng đó nó pha lẫn với nhau. Cái trạng thái pha lẫn đó chúng ta gọi là tự tướng, tức là nửa
giữa nửa ảo và nửa thực. Thì tượng Phật không phải là Đức Phật, nhưng mà nhờ tượng Phật á, chúng ta nhớ nghĩ về Đức Phật. Hình ảnh của một Đức Phật thật, Đức Phật qua kinh điển, Đức Phật qua ý nghĩa đó. Vì thứ vì hình ảnh đó hoàn toàn là một hình ảnh trừu tượng. Và một cái tượng Phật mà chúng ta thấy á, đó là chỉ là một cái pho tượng của các cái vật chất. Mà thường khi là chúng ta với cái niềm tin phát triển sâu đậm đó, thì nó có cái gì nằm ở giữa cái vật chất và phi vật chất, cũng nói về Đức Phật. Thì cái khả năng mà từ thô tướng biến thành quang tướng và đoạn giữa là tự tướng, thì chúng ta thể cảm nhận hiểu rằng giữa cái thế giới mà nó liên hệ rất là mật thiết với ngũ quan, mắt tai mũi lưỡi thân, trong trường hợp Kasina đối với con mắt là cảnh sắc, trong trường hợp hơi thở mà chúng ta cảm nhận được đó là cảnh xúc, thì cảnh sắc và cảnh xúc này đó, nó ở thời gian ban đầu đó, đó là thật, rất thật. Nhưng mà rồi do cái sự tập trung, thì thứ gì từ cái cảnh đó đó, nó chuyển sang một cái ấn tượng gọi là quan tướng. Và quan tướng này có khả năng biến mãn. Sự biến mãn này là cái gì, làm cái gì tương đối hơi khó hiểu đối với phần đông của chúng ta. Chúng tôi tạm dùng một thí dụ ở ngoài đời là có một người họ làm thơ, và khi họ làm thơ, họ mới tập tỉnh làm thơ chẳng hạn, thì có trường hợp gọi là xuất cảnh sanh tịch. Ví dụ như là họ đến một nơi nào đó mà núi cao, hồ rộng, sơn thủy hữu tình, một cái rừng thu với những chiếc lá rơi, hoặc giả là một cái cảnh gì đó, nó khiến cho hồn thơ dâng trào. Mà từ chỗ đó đó, họ đủ cái cảm xúc để viết lên những vần thơ. Thì trong trường hợp với chúng ta là xúc cảnh sanh tịch. Thì thời gian bắt đầu của một người mới làm thơ đó, thì quả thật cái ngoại cảnh đó, nó tác động được cái hồn thơ. Nhưng mà một thi sĩ mà thật ra đã sống trong thế giới thơ, đã thể nhập vào thế giới thơ, đôi khi như thi sĩ Hoàng Cầm, nửa đêm thức dậy ở trong cái bóng tối với một cái bút chì, một tờ giấy, cũng bệt ngoạc viết chữ chồng lên chồng xuống, nhưng mà cũng có cái ý thơ dân trào. Thì chúng ta nói rằng một thi sĩ thức dậy nửa đêm với ý thơ dân trào đó, thì cái thơ đó nó đã không còn nằm ở trong cái chuyện mà chúng ta gọi xúc cảnh sanh tịch. Một thi sĩ mà đã đạt đến cái chỗ ảo diệu trong thế giới của thi ca rồi đó, thì vì đó có thể thể nhập vào thơ, đi vào thế giới của thơ, cho dù đó là ngày cũng như đêm, cảnh đẹp cũng như cảnh xấu, thậm chí những cảnh rất đau khổ. Và chúng ta biết có những thi sĩ làm thơ đơn thuần chỉ vì thấy một chiếc lá vàng, một cánh hoa trôi theo dòng nước, như chúng ta nghe cái thành ngữ là hoa lương thiện, một cánh hoa nhỏ bé trôi theo dòng nước cũng đủ cái hồn thơ dân cao và làm lên nên một cái án thơ để đời. Thì ở đây chúng ta nói về cái sự sân khởi và biến bản của tâm thức thì rất là khó để chúng ta có thể hình dung. Khi mà nói về tâm mùi định, tâm mùi định nó có cái đặc biệt là thứ nhất về cảnh đó, thì
cảnh nó không có đa dạng, mà cảnh đó là một cảnh thôi, hoặc là đất nước lửa gió hư không, hay là xanh vàng đỏ trắng, hoặc giả là một cái gì đó gọi là nhất điểm, dạ, một điểm thôi. Và cái tâm của vị đó là tâm có định, dạ, tâm luôn luôn có cái gọi là nhất hành, và định càng mạnh càng ảo diệu đó, thì vị đó lại càng có khả năng để biến bản từ một điểm mà biến bản ra tất cả. Dạ, như Ngài Xá Lợi Phất có lần Ngài nói rằng với cái định lực của tâm muội đó thì một đống gỗ trước mặt có thể biến thành đại địa. Dạ, cái năng lực của tâm định cũng như vậy. Cũng như một thi sĩ là chỉ cần một cánh hoa lạc, một cánh hoa trôi ở trên mặt nước thì có thể tạo thành một cái bài thơ để đời. Dưới vì cái khả năng biến bản đó là một dấu hiệu rất là khó hiểu của tâm định. Dạ. Ở trong kinh điển ghi là nhiều trường hợp đó, là có đệ tử của Ngài Kassapa. Dạ. Đệ tử Ngài Kassapa đã từng tu, từng chứng thiền, sau đó ngoại thiền, hoàn tục ra đời, rồi bị bắt vì cái tội vạ. Rồi đến khi mà được nhắc nhở thì thấy một cái màu vàng trước mặt đó, thì từ nhờ vàng đó lại có thể nhập thiền và biến mãn. Dạ. Biến mãn để trưởng dưỡng và làm tái tục lại cái tâm thiền mà đã chứng trước kia. Về điểm này đó thì thưa quý vị, trong đời sống hàng ngày thì thưa quý vị, không phải chỉ có lửa đó, nó gặp cái chất đốt đó, nó mới lan, nó mới cháy lan ra. Mà tâm tư của chúng ta ở trong cái trí của tâm thức đó, thì nếu mà nó gặp đúng cảnh, một cái cảnh, một cái ấn tượng sâu đậm rộng đó, thì nó tạo nên một cái trường hợp gọi là biến mãn. Biến mãn làm cho chúng ta liên tưởng, và liên tưởng cái này, liên tưởng cái kia, có khi cả một cái câu chuyện trong quá khứ, có khi cả một cái thời thanh xuân, có khi cả một thời niên thiếu, có khi cả một kỷ niệm nào đó nó hiện về chỉ một điểm thôi. Dạ, từ một điểm, điểm quá rộng điểm. Thì về cái này đó, nó phải là một cái gì mà chúng ta có để ý thì chúng ta mới thấy. Bởi vì một người mà trong cuộc đời của họ đó có nhiều cái ấn tượng, có nhiều cái ấn tượng về cái rất đẹp, thì nó sẽ tạo cho mình nhiều cái tâm thái mà chúng ta không bao giờ ngờ được. Chúng tôi nhớ là khi chúng tôi sang bên Ấn Độ, trong những lần đầu tiên mà được về Bồ Đề Đạo Tràng, thì thưa quý vị, Bồ Đề Đạo Tràng là nơi Đức Thế Tôn thành đạo. Ở đó có một cội Bồ Đề, tức là nơi Đức Thế Tôn đã từng ngồi ở gốc Bồ Đề đó, và có cái đại tháp gọi là Mahastupa, nhà chơi gì á, Mahastupa, do qua dục cất vào thế kỷ thứ 3 trước đây lịch. Thì thưa vì khi mà chúng tôi đến Bồ Đề Đạo Tràng lần đầu tiên đó, chúng tôi nhớ rằng sáng sớm đó, chúng tôi xin phép Hòa Thượng Hộ Giác rồi phải đoàn để được không ăn sáng, không ăn điểm tâm, mà là đi rất sớm ra thánh địa, đi bộ. Lúc đó chúng tôi không có biết gọi xe ở bên đó, mình ra đường thì mình cứ đi lang thang mà đi dần dài, đi cũng mất 15-20 phút để đến thánh địa. Mà đi đến vào bên trong đó, thì một cái ấn tượng đầu tiên mà chúng tôi nhận được là cái chùa thì cái tháp và cái bồ đề á, tại vì lâu lắm á thì nằm sâu xuống, xuống lòng đất, và ở chung quanh cái bờ đất hiện tại đó, nó tạo thành một cái bờ thành thiên nhiên. Bờ thành thiên nhiên, chúng tôi chưa bao giờ thấy một ngôi chùa lạ lùng như vậy. Tức là quý vị nhìn thấy là nguyên cội bồ đề và cái đại tháp nằm ở dưới một cái trũng, và cái trũng sâu xuống 4-5 thước sâu,
và ở chung quanh đó là một cái bờ đê thiên nhiên. Không phải chỉ có vậy mà buổi sáng nghe tiếng tụng kinh nhiều nhất là kinh Pali, và kinh Pali tụng theo truyền thống của Tích Lan, của Thái Lan, của xứ này xứ kia, của Miến Điện v.v. và cảnh tượng những người Phật tử từ bốn phương về, những người Tây Tạng quỳ lại nằm dài xuống lại, những người Phật tử Tích Lan mặc đồ trắng, tất cả đều mặc đồ trắng, mang bông hoa qua buổi sáng đến để cúng dường. Những người Phật tử Việt Nam mặc áo tràng, đang đi bộ, đang đi diễu Phật ba vòng. Hình ảnh của những người con Phật từ khắp nơi trên thế giới về, không có nghĩ rằng mình là ai, quốc gia nào, văn hóa nào, tông phái nào, và cái lời kinh tiếng kệ nào ra sao, nhưng mà mỗi người được thể hiện cái sự thành kính đối với Đức Phật, chỉ với Đức Phật thôi. Cái tại Thánh Địa Bồ Đề Tràng lúc đó là Đức Phật quan trọng nhất, chỉ với Đức Phật thôi. Và mỗi người làm như vậy tự nhiên trong lòng chúng tôi rất xúc động, rất là xúc động, xúc động lắm. Chúng tôi nhớ rằng lúc đó chúng tôi đã đi xuống và đến trước cái cội Bồ Đề đó để mà lễ Phật và lấy cái trán của chúng tôi chạm vào cái gốc cái Bồ Đề. Lúc đó họ chưa làm Ma Lăng Can, và trong lòng cảm thấy hết sức là hoan hỷ là mình có phước duyên về đây. Và lát sau thì chúng tôi thấy có một vị sư người Miến Điện, và vị sư cả Miến Điện cũng lớn tuổi, sau này chúng tôi mới biết được là ngài là một vị dẫn một phái đoàn qua bên đó hành hương. Hai ngày sau chúng tôi biết, nhưng mà sáng hôm đó ngài đó ra một mình, ngài ra đó một mình, và chúng tôi đến hỏi ngài thì ngài nói là ngài đến từ Mandalay qua đây hành hương, và ngài đã ra đi rất sớm. Và chẳng những khi mà ngài nói như vậy đó, thưa vị, ngài còn làm một việc, đó là ngài đưa cho tôi một cái lá Bồ Đề. Ngài nói rằng không biết là sư có muốn cái lấy lá Bồ Đề này không, hồi sáng sớm ra đi sớm thành ra có 3-4 cái lá rụng và có lượng lượng một số 3-4 lá ở đây, nếu sư muốn cho sư một lá. Chứ vì lá Bồ Đề đó nó trở thành một cái gì mà đối với chúng tôi rất là quý, đối với chúng tôi rất là đẹp. Và là một kỷ niệm mà bây giờ chúng tôi vẫn giữ ở trong phòng. Nhưng mà chúng tôi nhớ mỗi lần cầm lá Bồ Đề lên thì lại liên tưởng đến những lần đầu tiên được đến Thánh Địa Bồ Đề Đạo Tràng, và trong một cái tâm thái rất là trang nghiêm, rất là thành kính, rất là xúc động vì Đức Phật, và được một vị trưởng lão 80 mấy tuổi cho cái lá Bồ Đề. Cái lá Bồ Đề đó lần sau, những lần sau nữa chúng tôi đi chúng tôi gặp rất là nhiều, nhưng mà không có chiếc lá Bồ Đề nào bằng giống chiếc lá Bồ Đề đó. Tại vì đó là một trường hợp mà mình được cái lá Bồ Đề trong lúc và trong lúc mà mình đang lễ Phật, rồi lát sau đến đảnh lễ vị trưởng lão mà ngài trao cái chiếc lá. Thì chúng ta nên hiểu là cái sự hoạt động của tâm thức của chúng ta nó rất là đặc biệt, thứ gì rất đặc biệt. Một cái ấn tượng nào đó nó để lại trong đầu, trong cái tâm dục giới của chúng ta, như là Sigmund Freud, một nhà tâm lý học giáo, ông nói rằng có khi cái thương cái ghét trong cuộc đời của chúng ta đó, nó vốn dĩ là do cái ấn tượng. Ví dụ như là có một người nào đó đã nghe cho chúng ta một điều mà rất là bực bội, mà người đó đội cái nón màu vàng, về sau này chúng ta thấy ai có đội cái nón màu vàng tương tự như vậy đó, thì chúng ta cũng đâm cũng khởi cái tâm là không có thiện cảm. Hay hoặc giả là mình nhìn thấy một ai đó mà họ có cái nét mặt như vậy, mà có một lần họ đã có cái cử chỉ rất thân thiện với mình, thì về sau này mình gặp cái khuôn mặt đó tự nhiên mình có thiện cảm ngay lập tức. Đó là cái ấn tượng. Và nhưng Sigmund Freud không nói đời trước. Sigmund Freud thì nói rằng ở trong cái cuộc sống này, hồi còn nhỏ, từ cái sự ham muốn dục dục cho đến những cái sợ, cái thương, cái ghét của chúng ta, những cái này
nó đều có một cái, nó đều có một cái, theo Sigmund Freud là nó có một cái liên hệ gì ở đó sâu xa trong quá khứ. Thì cái sự liên tưởng, và quý vị nhớ sự liên tưởng, thấy một điểm mà liên tưởng nhiều thứ đó, nếu mà sự liên tưởng thường của chúng ta là sự liên tưởng thụ động và rất là thụ động, thì cái liên tưởng thụ động đó nó không gọi là biến mạng. Dạ, một cái sự liên, một cái liên tưởng chủ động đó, nó mới thật sự là biến mạng. Tương tự chủ động mình như vậy là quý vị muốn nhớ cái việc gì đó, quý vị lấy cái nốt, và khi mà chúng ta lấy cái nốt chúng ta ghi lại đó, thì mỗi lần mà chúng ta nhìn cái nốt đó thì chúng ta nhớ công việc đó. Nhìn một cái chữ, vài chữ nhỏ thôi mà chúng ta nhớ cả một việc lớn, thì cái đó nó mang tới cái chủ động, chúng ta không phải bị động và mở trong cái chủ động hoàn toàn. Thì khi một vị mà đã có được một cái ấn tượng sâu sắc do những cái casino hay là do những cái thiền án, rồi từ cái thiền án này đó, quý vị vị này lại có được cái khả năng từ cái ấn tượng trong lòng. Ấn tượng này không còn là thô tướng nha, ấn tượng này không còn là tự tướng, mà ấn tượng này là quan tướng. Thì từ quan tướng đến vị biến mạng, và như một thi sĩ có thể chỉ từ một cánh hoa rơi có thể dưỡng cả thế giới này bằng một trời thật. Thì một cái hành giả mà có sự tu tập đến cái mức độ tinh diệu, thì quý vị vì đó có thể nhuộm cả thế giới này, và nhuộm cả thế giới này cả một cái màu, và xanh vàng đỏ, hay là cả thế giới này bằng đất nước lửa gió. Vì đã thấy nước, vì nó nhập vào tâm ngũ định, thì vì thấy nước nó khóa đất, vị này tự cái châu thân của mình nhập vào được một lửa, thì lửa sẽ phun từ trong châu thân mình ra. Thì cái này là cái hơi khó hiểu, dạ, hơi khó hiểu phần đông chúng ta. Thì chúng ta nên biết là có cái tam mùi, có cái tam mùi định. Tam mùi định này, tam mùi định là tức là sự tập chú, mà sự tập chú thuần thục, lão luyện. Sự tập chú đó là có thể thấy nhập bất cứ lúc nào mình muốn. Có nhiều khi trong đời của mình đó, mình không có tập chú như mình muốn được. Dạ. Cái tập chú mà tự tại như mình muốn, cái tập chú đó, đó là tại vì cái tầm, cái tướng nó thường thuộc. Rồi chẳng những tầm tướng ý, lạc định là những thiền chi thường thuộc rồi, mà khi nó quá thường thuộc đó, thì vị có thể thể nhập mà không cần tầm, có thể thể nhập mà không cần tứ, có thể thể nhập mà không cần hỷ, có những thể nhập không cần lạc, và chỉ có định và xả thôi. Và từ chỗ những cái trạng thái khác nhau như vậy đó, thì chúng ta nói đến điều mà gọi là thiền chi, và các thiền chi và các tân thiền, và các thiền chứng như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thưa quý vị, tại sao bài học về tâm thiện sắc giới này, và chúng tôi muốn nói hơi dài về điểm này một chút, là bởi vì ngay từ ban đầu thì có nói với quý vị đó là đây là một cái thời sự mà chúng ta bước từ một cái trạng thái tâm tâm biệt giới. Phần lớn là tâm không cần tu tập, là không cần tu tập cũng có thể có được. Chúng sanh mà luân hồi đó, không cần phước, không cần tu thì cũng có thể sanh vào cõi dục giới và khởi tâm dục giới. Nhưng mà nói đến tâm thiền, như là thiền sắc giới, thiền vô sắc hay tâm siêu thế, thì tất cả những cái tâm sắc giới, vô sắc, siêu thế đều là tâm có tu tập. Riêng trong thiền sắc giới này là khởi đầu cho cái sự rời bỏ và rời bỏ cái trạng thái của dục giới. Mà đây là trạng thái không dễ hiểu đối với tất cả chúng ta. Mỗi một chúng sanh trong cuộc đời này vốn có cái hạnh phúc khi mà mình được thấy sắc đẹp, nghe tiếng hay, mùi thơm, nếm vị ngon, thơm sức bạc. Và ví dụ mình nói một cái thế giới mà không có những thứ đó thì chúng ta không có hạnh phúc. Dạ, chúng ta không hạnh phúc. Và khi mà mình đang nói chuyện tại đây thì chúng ta rất là khó khăn
để hiểu một cái câu nói mà cái phần mô tả về trạng thái sơ thiền. Trạng thái sơ thiền là trạng thái một cái thiền chuyển, một tầng thiền chứng đầu tiên khi hành giả chứng ngộ đó. Ở trong đó có một câu là một trạng thái nghĩ lạc do ly sơ, nhưng mà ban đầu thì có tầm một cái trạng thái nghĩ lạc do ly dục sanh đó. Nó là một cái trạng thái mà chúng ta khó cảm nhận, vô cùng khó lắm. Khó thế nào? Đôi khi chúng tôi phải dùng một ví dụ này mà có lẽ là quý vị nghe nhưng mà quý vị không có không để ý nhiều, tại vì đó là một ví dụ như bao nhiêu ví dụ thôi. Bây giờ chúng tôi ở Mỹ này đó, có gặp trường hợp là những thanh niên thiếu nữ do có học bổng và cha mẹ giúp đỡ đó, ở cái tuổi 22, 25, 26 này, họ sẽ tốt nghiệp ra trường và với những cái bằng cấp như là cử nhân hay là cao học hay là bằng MBA về vấn đề quản trị thương mại. Và với cái tuổi mà 25, 27 tuổi đó, có nhiều người thứ việc họ vừa ra trường là đã có các công ty nhận họ vào việc làm rất tốt ở một công ty rất là nổi tiếng. Thì bên Mỹ đó họ hay mướn thuê mướn những sinh viên chưa tốt nghiệp, họ đã vào họ coi hồ sơ rồi họ mướn rồi, tại vừa ra trường là có và có công ăn việc làm vững, lương cao, thậm chí cũng có địa vị nữa. Và nếu họ làm những cái nghề đặc biệt, ví dụ như họ rất giỏi về điểm toán, họ giỏi về cái ngành nào đó, và ở cái tuổi 25-27 tuổi đó, thưa quý vị, ở đây cũng có nhiều người họ ra trường rồi có việc làm tốt thì họ có nhà cửa, có việc làm tốt thì họ có thể là họ kết hôn với một thanh niên, một thiếu nữ mà tôi gọi là high school sweetheart, tức là khi họ còn học ở trung học họ quen nhau hay lên đại học họ quen nhau. Trước đây thì vừa rồi đi sang bên Florida đó, có đến cái nhà của một cái Phật tử mà người chồng á dưới 30 tuổi và người vợ thì trẻ hơn, nhưng mà cuộc sống của họ mình có thể tưởng tượng được là với cái số lương cao và họ có mua nhà mua xe, cuộc sống rất là đầy đủ, nuôi ba con chó, mà cuộc sống như vậy đó thì chúng tôi nghĩ rằng ở Việt Nam chúng ta nó chắc khoảng chừng 40-50 mới có khả năng sống như vậy. Nhưng mà rồi bây giờ những người họ đang đi vào cuộc đời còn rất trẻ, rất thành công và rất thuận lợi trong cuộc sống, mà có ai đã nói với họ là rằng cái đời sống như vậy cũng tốt, nhưng mà khi nào mà mình không còn phải đi làm nữa, trở về sống yên lặng vui thú điền viên một mình vân vân, thì những người này không thể tưởng tượng, rất khó tưởng tượng, khó tưởng tượng lắm. Bởi vì đối với những người này đó là họ đang đi vào cuộc đời, cuộc sống đang thành công, tóc đang xanh và cuộc đời còn nhiều dựa sống đó. Thì họ chỉ nghĩ đến chuyện là lao mình vào cái con đường tạo lập sự nghiệp với danh với lợi, xây dựng mua nhà cửa, thậm chí là họ nghĩ đến chuyện mua thêm tàu, mua thêm xe, thêm tàu để đi chơi, thậm chí có người mua máy bay nữa. Và khi đến cuộc sống mà không có những thứ đó để sống giản dị hơn thì bảo là hạnh phúc họ không thể nghĩ được. Chúng ta cũng vậy đó, chúng ta đã muốn quen sống với sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, bây giờ bảo rằng có một thứ hạnh phúc mà do ly dục sanh thì chúng ta không cảm nhận, và không cảm nhận thứ hạnh phúc do ly dục sanh. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái hạnh phúc mà do ly dục sanh đó, nó làm cho chúng ta không còn sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc. Mình đồng ý là mình tu đi, nhưng mình muốn cái chùa thật đẹp, bằng Phật thật đẹp, tượng Phật thật đẹp, cảnh chùa thật đẹp. Mình đồng ý là mình luân hồi đi, nhưng mình luân hồi sanh vào cõi trời, sanh cõi người, có người sanh làm chúng lưng vương hay sanh làm người có điều kiện thế này thế kia, sanh vào cõi trời như là bằng Visakha, các cô độc thì sau khi chết đi thì vẫn còn luân hồi chỗ này kia hay tiên chủ đến. Thì đối với tất cả chúng ta đó, cái gì mà gọi là đặng, gọi là được, gọi là để khoan hỷ thì nó phải có cái gì đó thuộc liên hệ đến sắc tinh khí vị xúc, nó phải liên hệ đến một cái gì đó mà đó là tôi, là tôi có và tôi hơn, tôi là tôi có tôi hơn, thì mình mới cảm nhận là ô,
mình đang có cái hạnh phúc thật sự. Còn một khi mà sống trong thế giới không còn có cái tôi là tôi có tôi hơn cái gì, mình không biết hạnh phúc cái gì, không biết hạnh phúc cái gì trong đó. Nhưng mà chúng tôi nói với quý vị khi nãy là một con người đã sống, đã trải nhiều qua những thăng trầm cuộc đời rồi đó, thì một giờ được sống sống trong một khu vườn nhẹ nhàng, không có bận rộn, không phải lo toan, không phải vật vã, không phải nghĩ đến chuyện thị phi này nữa, đúng là một cái giờ rất là an lạc hạnh phúc. An lạc hạnh phúc thì cái chữ mà một có tầm có tứ, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh đó, nó là một bước ngoặt, nó là một cuộc cách mạng, và nó là một thay đổi lớn trong cuộc sống. Và trong sự thay đổi đó thứ vị, một người mà đã chứng được cái tâm thiền, dù là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì họ cảm thấy an lạc. Tại sao họ an lạc? Thì về điểm này chúng ta nên hiểu, và chúng ta nên hiểu là tất cả những cái hạnh phúc mà chúng ta có ở trong thế giới này là hạnh phúc vay mượn, và không phải lúc nào cũng có. Ví dụ như mình vui là do mình ăn ngon, thì muốn được cái niềm vui đó phải có người nấu, hay là phải tự mình nấu, phải đi tìm nguyên liệu và phải nấu đúng cách, nấu xong ăn xong rồi phải dọn, phải rửa, thì như vậy thì chúng ta mới thỏa mãn chắc là ăn ngon. Muốn có tiếng hay như là nghe bản nhạc thì bây giờ thì quá dễ, là chúng ta lên YouTube hay là có cái băng MP3 thâu lại thế nào đó mà đi tìm những ca sĩ. Nhưng mà quý vị thấy rằng nó phải có nguồn cung ứng, và phải có những người thực hiện ra những MP3 đó, rồi những nhà sản xuất đó họ phải có ca sĩ ca hay, ca sĩ phải có nhạc sĩ vân vân, thì nó có nhiều cái điều kiện để có được một bản nhạc hay, và từ đó nó mới làm cho chúng ta hạnh phúc. Thì cái hạnh phúc là hạnh phúc vay mượn, cái hạnh phúc vay vay mượn đó, nó giống như là cái hạnh phúc mà của một người không có tiền mà kéo thẻ tín dụng credit card, mình kéo rồi mình phải trả, và chứ không phải là mình có tiền muốn mua gì mua, không phải vậy. Cái hạnh phúc mà của sắc đẹp tiếng hay, mùi thơm vị ngon xúc lạc đó, nó là hạnh phúc của ngoại giới, và cái nguồn hạnh phúc đó phải được cung ứng và không phải lúc nào cũng có được. Không phải tự nhiên mình thích ăn bánh xèo có bánh xèo đâu, ít nhất là mình phải chạy ra nhà hàng mà kêu bánh xèo chứ phải có được. Nhưng mà riêng về cái hạnh phúc của thiền chứng đó, thì quý vị thì tự trong nội tâm nó sanh khởi có, mà không cần mà không cần đến mà không cần đến phải phải có cái nguồn cung ứng ở bên ngoài. Khi nào mà thể nhập vào cái thiền chứng đó, dù là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì vì nó có khả năng có những cái thứ hạnh phúc tự thông hạnh phúc. Lúc bây giờ cái hạnh phúc đó không còn cần ở bên ngoài, không cần sự cung ứng bên ngoài, không cần một cái nguồn nào ở bên ngoài ngoại giới, mà cái hạnh phúc hoàn toàn ngoại giới. Và một cái thứ khác mà một vị mà chứng thiền mà chúng ta không có được đó, đó là cái tâm ít bị dao động, tâm ít bị dao động. Đây là một trong những cái mà chúng ta rất là khó để có thể hình dung được. Đa số chúng ta vui vì nó hào hứng, đôi khi chúng ta vui vì nó hưng phấn, và cứ thậm chí có những cái hưng phấn bất ngờ làm cho chúng ta vui, thì cái vui đó chúng ta thấy là thích thú, thích thú, thậm chí là có nhiều khi trong đau khổ đã thích thú. Như là Nguyễn Quốc Trứ nói là ví phỏng đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai, những cái gặp rồi những trong gai của đời sống nó cho chúng ta cảm giác là mình hay, mình giỏi, mình là anh hùng đó, thì hạnh phúc. Thì cái hạnh phúc đó đó nó dựa lên trên một cái nguyên tắc, đó là cái tâm dao động. Đó là tâm dao động mà phải có tu tập, phải ở một cái sự trải nghiệm nào đó thì chúng ta mới cảm nhận một cách thực sự là tâm không dao động là một điều hạnh phúc. Ví dụ như là khi nào mà mình lo quá, mình buồn quá, mình sợ quá, bây giờ thì chúng ta mới thấm thía câu là ví như núi đá kiên trì, gió cuồng bốn hướng dễ gì chuyển lai, tiếng đời chê dở khen hay,
không làm dao động đôi mày trí nhân. Phải có sống, phải có đi, phải có tiếp xúc và phải có đủ sự hiểu biết mới thấy rằng tâm càng ít dao động thì chúng ta càng hạnh phúc. Cái này là cái khó. Thì cái tâm không dao động ở mức độ cao á, thì nó phải có cái nền tảng của thiền chứng. Tại do cái định lực có dao động ở trong lòng mà nó đã được yên tĩnh bằng thiền chứng rồi, thì những cái chuyện ở bên ngoài nó không thành vấn đề. Tại sao chúng ta thường đau khổ? Tại vì ở trong lòng của chúng ta nó rỗng được. Ở trong lòng chúng ta rất có niềm vui. Có một điều bảo đảm là thế giới ở bên ngoài nó có nhiều cái sự thăng trầm, nó có nhiều cái sự chuyển dịch. Nhưng mà nếu chúng ta có niềm vui nội tại, chúng ta có cái căn bản nội tại, chúng ta có định lực, tâm chúng ta ít dao động thì hạnh phúc. Bởi vì trong cuộc đời này, khi mà mình học Phật Pháp, mà nói đến một thứ hạnh phúc mà không có dao động đó, hay là một thứ hỷ lạc do ly dục, mình đọc quá thì đọc như vậy để cảm nhận đó, thì rất cần, rất cần một chút suy tư, một chút cân phân để mình thấy rằng tại sao cái hỷ lạc do ly dục sanh đó nó tốt hơn là cái hỷ lạc do dục sanh. Tại sao cái hạnh phúc của tâm không dao động nó tốt hơn hạnh phúc của tâm dao động? Và chỉ có đạt đến một trạng thái nghĩa là tầm tứ hỷ lạc định, tức những thiền chi được sung mãn, xuất nhập thiền một cách tự tại, thì bây giờ chúng ta mới có thể cảm nhận được phần nào là cái tâm không dao động là hạnh phúc. Chúng tôi nhớ hồi nhỏ đó, có lần chúng tôi ngồi nói chuyện với một cái vị sư cũng lớn tuổi, vị sư lớn tuổi, và có một vị sa nhi nói vị sư đó rằng buổi sáng nay có buổi hồi trưa này có một số người ở trong xóm họ vô, và họ vô mà họ cãi, họ nói là nếu mà ai cũng đi tu như mấy thầy hết á thì thế giới này tuyệt chủng sao? Thành ra mình đi tu mình đừng nghĩ là mình hay, giờ có những người ở ngoài đó họ tu thì người ta mới mới nói dùng nói giỏi, mới thì nhân loại nó không bị tuyệt chủng. Thì cái vị sĩ như đó kể lời trong lòng tức lắm, nó còn cãi mấy vị được cả buổi mà mấy vị cũng không thuyết phục cái vị đó. Thì cái vị sư lớn tuổi, vị sư cười, vị sư đó hỏi rằng con có biết 2 + 2 là mấy không? Thì sư nói dạ 2 + 2 = 4. Rồi nếu có người nào đó 2 + 2 = 5 á, thì con có nên nhận không? Thì vị sư di trầm ngâm hồi nói rằng thì mấy người nó vậy nó bảo mình nhận gì trên nó mệt. Thì vị sư nói rằng cái vấn đề đó là như vậy, là nếu mà mình hiểu rõ hiểu chắc là 2 + 2 = 4 á, thì cho dù có người họ nói khác đi là 2 + 2 = 5 á, thì nếu mình nói được nói không được tao bắt mớ phải dặn. Dạ, nó bắt mớ phải dặn, nó vậy đó. Dạ, bây giờ cái chuyện rất là đơn giản là thế giới này lo là không có người tu thôi, chứ người tu thì ít, mà cái người mà không tu mà có gia đình để mà nói dòng nói giỏi thì nhiều lắm, mà lo cái chuyện gọi là tuyệt chủng, lo cái chuyện mà loài người không còn được được nói dòng nói giỏi nữa, thì cái chuyện cái lo giống như lo bò cắn răng vậy đó. Vì sư cười đó là, nhưng mà cái vấn đề quan trọng không phải là mình nói đúng hay nói sai, vấn đề là khi mình hiểu cái chuyện nào nó đúng mà hiểu cho nó rõ, hiểu cho chắc rồi đó, thì người ta có nói ngược đi nữa mình cũng không có giận, không có buộc. Chúng tôi có mặt ở tại đó và nó là một cái kỷ niệm của tuổi thơ, tại lúc chúng tôi cũng là vì xây ở Việt Nam thưa vị. Nhưng mà chúng tôi nghĩ bài học rất là thú vị. Dạ, bài học rất thú vị. Thú vị là ở chỗ điểm này, là nếu cái chuyện đó mình biết chắc, biết rõ, biết thật á, thì không mắc mớ gì phải giận. Và ngay lúc đó khoan nói chuyện đúng hay sai, cái tâm mình giận đó thì tâm suy cảo, mà cái tâm mình không giận mới sợ an lạc. Thấy trong đời sống này cái chuyện khen chê vui khổ đặng thất binh dục không phải là mình được khen, mình làm sao mình sống đi được khen không bị chê đó là hạnh phúc. Không phải mình chỉ được vui mà không bị khổ là hạnh phúc. Không phải mình chỉ được vinh dự mà không có bị làm nhục á mới là hạnh phúc. Không phải mình chỉ được lợi mà không mất lợi đó là hạnh phúc.
mà chính là ở chỗ là đối với can chê vui thổ đặng thất binh dục đó, cái gì đó nó không làm cho tâm tư của mình, không làm cho tâm tư của mình để mà bị xáo trộn. Và khi chúng ta có tự tại phần nào mà không xáo trộn thì lúc đó mới thật sự là hạnh phúc. Và cái hạnh phúc vấn đề ít, người ta ít có hiểu lắm. Đa phần người ta hiểu rằng tâm mình phải nó phải giống như ở trong âm nhạc á, đó là của mình á, mình khổ thôi, thì mình đòi hỏi nó khác hơn. Khi nào mà nó thế nào mình nhận nó như vậy thì mình ít khổ. Thì đó là cái trường hợp của thiền Vipassana, của thiền quán. Nhưng mà đối thiền chỉ đó là một khi ở trong lòng mình đã an lạc tự tại thì ở bên ngoài nó thay đổi, mình không có vui nhiều buồn nhiều. Chúng tôi sống ở tại Hoa Kỳ chưa bao giờ trải qua một giai đoạn mà thứ vì chúng tôi gặp nhiều cái sự căng thẳng ở trong các gia đình. Không phải chỉ căng thẳng mà đôi khi là vợ chồng muốn bỏ nhau, anh em hụt hẫng với nhau, cha mẹ với con cái cũng nhìn mặt nhau vì cái sự chia rẽ của cái gọi là chính kiến liên quan đến chính trị, người theo dân chủ, người theo cộng hòa, người ủng hộ ông Trump đến mức độ mà bất kể, người chống ông Trump mạnh mẽ. Và những điều này đó nó tạo nên những cái xáo trộn nội tại. Chúng tôi thưa với quý vị như vậy, trong cái nhìn của chúng tôi là một vị tu sĩ, chúng tôi không nói là một chánh đảng nào hoàn hảo, mà chúng tôi cũng không nói là có một con người nào đó mà là thần thánh. Mặc dù có nhiều người đó cũng trông giống như Phật, họ tạo cái hình Phật giống như ông Trump, họ tạo cái tượng như vậy. Nhưng mà chúng ta nói như vậy là cái chuyện ở bên ngoài đó mình vui buồn là một lẽ. Nhưng mà nếu chúng ta quá vui, quá buồn, quá giận, quá giận dữ thì chúng ta nên biết rằng tại vì cái đời sống nội tại của chúng ta trống rỗng, tại vì nội tâm của chúng ta nó không có cái thực chất của hạnh phúc. Nếu nội tâm của chúng ta có một cái thực chất của hạnh phúc, một hạnh phúc thật rồi đó, thì ở bên ngoài nó có chuyện đồng ý không đồng ý, chuyện thế này thế kia nó cũng không đến đổi chúng ta như vậy. Những người nào mà tính hay vui hay buồn thường là người đó họ không có muốn sống nội tại, không căn bản nội tại. Cái chuyện nhỏ thôi mà nghe họ nói là họ bực quá, họ giận quá, họ tức quá, nó không phải vậy. Khoan nói cái chuyện bên ngoài đúng hay sai, khoan nói chuyện bên ngoài là đẹp hay xấu, mình tức mình giận chứng tỏ là người sống nội tâm mình nó nghèo nàn. Cái câu chuyện ngày hôm nay là câu chuyện chúng ta đang nói đó, là một người mà có cái tâm bụi định, có cái định lực rồi đó, thì thưa quý vị, người này sẽ không có để tâm của mình nó bị dao động. Mà đây là cái hạnh phúc của thiền chứng. Hạnh phúc thiền chứng là gì? Hạnh phúc của thiền chứng đó là một người mà đạt đến cái tâm định thuần thục, xuất nhập tự tại đối với các thiền cảnh và biến mãn được tâm thiền của mình rồi. Thì thưa quý vị, cái hạnh phúc nó đến từ cái suối nguồn nội tại, do cái định lực nó là một suối nguồn hạnh phúc, chứ không phải hạnh phúc từ bên ngoài. Còn chúng ta là người sống với hạnh phúc và do vay mượn ở bên ngoài đó, thì luôn luôn mình có vấn đề. Vấn đề gì? Vấn đề của mình đó là bên ngoài xáo rộng thì mình xáo rộng theo, và ở trong lòng mình nó trống rộng. Giống như mình có ngày á, mình chỉ biết vui với bạn bè nhộn nhạc rồi biết. Bây giờ không bạn bè mình buồn. Tại sao? Tại không bạn bè mình đâu còn có cái gì để sống nữa. Thành ra cái khác biệt giữa người có thiền như thiền sắc giới, thiền vô sắc hay thiền ở tâm xưa thế chẳng hạn, đó là các vị đó có thể tự an lạc mà không bên ngoài. Nhưng mà chúng ta chắc quý vị một điều như vậy. Chúng ta nhớ khi mình Đức Phật ngày diễn tả cái gọi là tâm sơ thiền, ngày đó là một cái trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Cái hỷ lạc mà do ly dục sanh là một câu khó hiểu, là khó hiểu. Đừng tưởng dễ hiểu được, làm sao mà không có sắc thinh hương vị xúc, không có sự bám víu đối với sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc mà chúng ta có hỷ lạc được, thì chuyện đó nó không phải chuyện dễ. Nhưng chúng ta đã đi, đã sống rồi đó, thì một ngày nào đó mình sẽ cảm thấy rằng rời bỏ cái cuộc đời tranh danh đoạt lợi,
gót danh lợi bùn pha sắc xám, rời bỏ cái thế giới mà đầy dẫy những cái tương tranh, rời bỏ những thế giới hỗn độn đó, thì lúc đó mình cảm thấy hạnh phúc đó. Thì cái chuyện đó mình không thể nói với một thanh niên, một thiếu nữ ở cái tuổi trên dưới 30, họ đang đi vào cuộc đời đang thành công và bảo rằng họ rời bỏ thế giới hạnh phúc, không có. Nên khi đó là một cái bài học mà chúng ta phải đem những cái kinh nghiệm trực tiếp để chúng ta hiểu. Mà nếu chúng ta không kinh nghiệm trực tiếp thì chúng ta không hiểu tâm thiền. Cái thiền chứng đó là một cái trạng thái không có dễ hiểu. Mà chuyên tôn đức và thưa quý Phật tử, chúng tôi xin kết thúc cái phần bổ túc. Rồi chúng tôi có dành nhiều thời nói về các cái thiền chi, tầm tứ nghĩ lành định, nhưng mà hôm nay chúng tôi phải trở lại để nói thêm. Hôm nay có như vậy thứ, vì còn vài phút nữa đó, chúng tôi phải đi dự một cái lễ và có chư tăng ngoại quốc đến đây để cùng đi. Nên chúng tôi không có ở lại trong lớp học lâu được. Bây giờ thì không biết là chư tôn đức có thể có vị nào quan khỉ vào tiếp lời dục, dạ, giúp tiếp lời dục và dạ, phần còn lại nếu mà không có thì chúng ta lên đọc cho, tại vì sáng nay phải đi sớm á. Hiện tại quý vị có biết là chư tăng có vị nào có mặt ở trước máy không? Dạ, nếu có vị nào thì xin thỉnh quý ngài giúp cho, tại vì lẽ ra thì có nhiều điều để bàn về điểm này, nhưng mà quý vị đừng lo là tuần tới chúng ta nói qua phần tâm quả sắc giới và tâm duy tắc sắc giới thì chúng tôi cũng sẽ trở lại để nói thêm một số điểm. Bây giờ thì xin kết thúc bài nói chuyện tại đây và để nhờ chư tăng giúp cho phần còn lại. Ngày mai này thì chúng ta sẽ có môn tinh bộ của tự tọa pháp tân, quý vị xin đại lễ chư tôn đức xin chào tất cả quý vị.